Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Forerunner nhé. Cái phiên bản anh em đang theo dõi đó là cái phiên bản Forerunner Wildtrak. Mà trong cái video ngày hôm nay em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường giảm giá ở cái thời điểm này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Forerunner này sẽ có thể nắm được. Hiện tại Forerunner được bán ra thị trường với rất nhiều phiên bản, bao gồm phiên bản Forerunner XNS là một cầu, XNS 2 cầu, phiên bản Sport và phiên bản Wildtrak. Đó là những cái phiên bản được lắp ráp tại Việt Nam. Hai cái phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, bao gồm phiên bản Stormtrak và phiên bản Raptor, thì đang có cái mức ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ từng phiên bản anh em nhé. Và chi tiết về khuyến mại và tổng lăn bánh từng phiên bản như thế nào, mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Đầu tiên là phiên bản Forerunner XNS 4x2 AT. Hiện tại thì bên em đang có sẵn một số xe để có thể giao ngay, và cái mức ưu đãi cũng vô cùng đặc biệt ở thời điểm này anh em ạ. Giá xe thì đang là 707 triệu thì bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt anh em nhé, giảm cực kỳ sâu về tiền mặt. Và khi anh em đặt cọc xe ở thời điểm này và đợi cái chương trình giảm thuế trước bạ thì anh em sẽ tiết kiệm đâu đó lên đến 25.452.000 đấy. Em chia sẻ rất là chi tiết về cái mức khuyến mại và khi mà anh em đợi cái thời điểm giảm thuế anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại trừ tiền mặt này và tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 686 triệu, trả góp thì đang là 124 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 681 triệu, trả góp thì đang 120 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói. Hiện tại thì cái chính sách giá bán này anh em đang tiết kiệm đâu đó lên đến cả thuế trước bạ nhé, cả phần linh động của bên em thì anh em đang tiết kiệm lên đến hơn 60 triệu anh em ạ. Đó, và cần chi tiết về khuyến mại và cái bảng tính lăn bánh như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé, để em gửi tới anh em để anh em dễ hình dung được hơn, đúng không ạ? Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Forerunner XNS 4x4AT phiên bản 2 cầu anh em ạ. Bản này thì đang có mức giá là 776 triệu. Với cái mức ưu đãi ở thời điểm này thì bên em đã hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em ạ. Và cái phiên bản này thì vẫn được tặng dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Khi mà anh em đợi thuế thì anh em sẽ tiết kiệm mà cái tiền thuế đâu đó lên đến 28 triệu. Kèm cái tiền linh động của bên em nữa thì anh em cũng tiết kiệm gần 90 triệu anh em nhé. Tiết kiệm gần 90 triệu. Với cái phiên bản này thì thực sự là bên em đang có màu trắng, màu đen và màu ghi sáng để có thể giao ngay. Và cái phiên bản này nhập về cũng tương đối là ít, nên anh em mà thực sự quan tâm thì quyết đoán gọi cho em để em hỗ trợ đặt xe cho anh em một cách nhanh nhất anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 747 triệu, trả góp thì đang là 139 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 742 triệu, trả góp thì đang là 134 triệu. Với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em cũng lên cân nhắc là đặt cọc sớm đi. Vì là cái chính sách khi mà cái chương trình giảm thuế được thực hiện rồi thì cái quyền linh động nó sẽ bị co lại anh em ạ. Co lại thì nghiễm nhiên là chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội để mua xe với cái mức giá tốt như thế này nữa, đúng không? Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba. Đó là cái bản Forerunner Wildtrak nhé. Cái bản Sport thì cơ bản là nó không có xe, nên em xin phép là cái bản này em sẽ không chia sẻ anh em ạ. Và em sẽ chia sẻ luôn cái bản Forerunner Wildtrak. Bản này thì đang có mức giá là 979 triệu. Mức ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ rất là tốt rồi anh em nhé. Và anh em đã được giảm thuế thì anh em sẽ được hưởng đâu đó lên đến 35 triệu tiền giảm thuế của nhà nước anh em ạ. Và áp dụng thêm cái quyền linh động giảm sâu của bên em nữa thì anh em cũng được hưởng cái chính sách ưu đãi kép lên đến hơn 120 triệu, gần 130 triệu anh em ạ. Đó, hiện tại chính sách giá bán này theo như cái giá em chia sẻ thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 928 triệu, trả góp thì đang là 173 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh
thì đang là 921 triệu, trả góp thì đang là 167 triệu. Đó, với cái tổng lăn bánh này thì thực sự là thấp rồi. Với cái ưu đãi kép lên đến gần 130 triệu thì anh em không cân nhắc sớm thì nghiễm nhiên là chính sách giá bán tốt anh em sẽ khó có thể tận dụng được, đúng không ạ? Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Forerunner Stormcheck. Phiên bản này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh em nhé. Với cái bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 039 triệu. Mức ưu đãi của đại lý bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ, được trừ trực tiếp vào giá xe anh em ạ. Đó, sau khi tặng anh em thêm quyền linh động về phụ kiện như là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 077 triệu, trả góp thì đang là 229 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 064 triệu, trả góp thì đang là 217 triệu. Đó, đây là cái phiên bản Stormcheck cũng mới ra mắt được ít tháng thôi, đúng không ạ? Và cái chính sách giá bán này cũng đang rất là cởi mở rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp và muốn có giá tốt hơn và cạnh tranh hơn thì anh em hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em ạ. Ok, cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái bản Rangers Raptor, cái phiên bản cao cấp nhất của dòng Ford Ranger này. Hiện tại thì đang có cái mức giá là 1 tỷ 299 triệu. Mức ưu đãi ở thời điểm này thì bên em vẫn đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 100% lệ phí trước bạ anh em nhé, lên đến 100% lệ phí trước bạ. Lên tầm này thì anh em hoàn toàn có thể là đặt xe và phút tiền lấy ngay, đúng không ạ? Với những cái màu mà bên em đang có sẵn như là màu xanh xám xi măng này, màu xanh này và màu trắng là hoàn toàn có thể giao sớm nhất cho anh em nhé. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 306 triệu, trả góp thì đang là 278 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 290 triệu, trả góp thì đang là 262 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Forerunner. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em đi để em hỗ trợ đặt xe và có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.